Cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn thế nào là Đại Bồ Tát vì tu hành bát nhã ba la mật đa, nên khi hành bố thí ba la mật đa thì an trụ tâm vô lậu, mà hành bố thí ba la mật đa, khi hành tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự, bát nhã ba la mật đa thì an trụ tâm vô lậu, mà hành tịnh giới cho đến bát nhã ba la mật đa. Bạch Thế Tôn thế nào là Đại Bồ Tát vì tu hành bát nhã ba la mật đa, nên khi tu tu bốn tịnh lự thì an trụ tâm vô lậu mà tu bốn tịnh lự khi tu bốn vô lượng bốn định vô sắc thì an trụ tâm vô lậu mà tu bốn vô lượng bốn định vô sắc bạch thế tôn thế nào là đại bồ tát vì tu hành bát nhã ba la mật đa nên khi tu bốn niệm trụ thì an trụ tâm vô lậu mà tu bốn niệm trụ khi tu bốn chánh đoạn bốn thần túc năm căn năm lực bảy chi đẳng giác tám chi thánh đạo thì an trụ tâm vô lậu mà tu bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo Bạch Thế Tôn thế nào là Đại Bồ Tát vì tu hành bát nhã ba la mật đa, nên khi tu pháp môn giải thoát không thì an trụ tâm vô lậu mà tu pháp môn giải thoát không. Khi tu pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện thì an trụ tâm vô lậu mà tu pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện. Bạch Thế Tôn thế nào là Đại Bồ Tát? Vì tu hành bát nhã ba la mật đa nên khi an trụ thánh đế khổ thì an trụ tâm vô lậu mà an trụ thánh đế khổ khi an trụ thánh đế tập diệt đạo thì an trụ tâm vô lậu mà an trụ thánh đế tập diệt đạo Bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ Tát? Vì tu hành bát nhã ba la mật đa, nên khi tu tám giải thoát, thì an trụ tâm vô lậu mà tu tám giải thoát. Khi tu tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ, thì an trụ tâm vô lậu mà tu tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ. Bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ Tát? Vì tu hành bát nhã ba la mật đa, nên khi tu tất cả pháp môn tam ma địa, thì an trụ tâm vô lậu mà tu tất cả Pháp môn Tam Ma địa. Khi tu tất cả pháp môn Đà La ni thì an trụ tâm vô lậu mà tu tất cả pháp môn Đà La ni. Bạch Thế Tôn thế nào là đại Bồ Tát? Vì tu hành bát nhã ba la mật đa nên khi an trụ pháp không nội thì an trụ tâm vô lậu mà an trụ pháp không nội. Khi an trụ pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt giáo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không 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 tánh tự tánh thì an trụ tâm vô lậu mà an trụ pháp không nội cho đến pháp không không tánh tự tánh bạch thế tôn thế nào là đại bồ tát vì tu hành bát nhã ba la mật đa nên khi an trụ chân như thì an trụ tâm vô lậu mà an trụ chân như khi an trụ pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly xanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, thì an trụ tâm vô lậu mà an trụ pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ.